Sầu riêng là một trong những món ghiền của rất nhiều người bởi hương vị thơm ngon và nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên cần lưu ý khi ăn để không gây tăng đường huyết. Sầu riêng là một trong những loại trái cây nhiệt đới thơm ngon và có giá trị dinh dưỡng cao. Với người bình thường, sầu riêng rất tốt cho sức khỏe. Thành phần kali có trong sầu riêng giúp hỗ trợ quá trình lưu thông máu, giảm cholesterol, ngăn chặn sự hình thành các mảng bám thành mạch, tốt cho người bị cao huyết áp và tim mạch. Sầu riêng chứa nhiều hợp chất có khả năng chống oxy hóa mạnh, ngăn chặn sự tấn công của các gốc tự do với cơ thể, giảm nguy cơ hình thành và phát triển các tế bào, khối u ác tính. Tuy nhiên lượng đường trong sầu riêng rất lớn, tương đương với một bát cơm trắng hay một lon nước ngọt có ga. Chính vì thế, nếu bạn bị tiểu đường thì không nên tiêu thụ những loại quả này. Vì vậy chỉ nên ăn một lượng sầu riêng vừa đủ, không nên ăn quá nhiều cùng một lúc hoặc liên tục sẽ gây tăng cân nhanh chóng và tăng đột biến gluco trong máu. Không ăn chung sầu riêng với nhãn, vải, xoài. Vì nguy cơ cao dẫn đến tăng huyết áp.